Ba, đây là bạn trai của con nè. Chào mừng bạn đến với chương trình Ai làm rể quý. Đây là câu hỏi dành cho bạn. Làm thế nào để lắp đặt được truyền hình và internet một cách tốt nhất và nhanh nhất? Định gọi người thân cho giúp hả? Dạ không, cháu đang xài truyền hình và internet FPT. Hiện FPT đang có chương trình giới thiệu bạn bè. Bây giờ cháu chỉ cần mở app 2 FPT lên và giới thiệu bác thì sẽ có người đến lắp đặt ngay luôn ạ. Hay quá. Dạ, giới thiệu như vậy thì cả cháu và bác đều được tặng tiền và cước phí nữa ạ. Tốt lắm. FPT giúp bạn hiền lắp đặt nhanh chóng, ưu tiên bạn bè. Hotline 1900 6600.